bất hân thế ngữ, lạc tại thế luận. Nói rõ sự buông bỏ tất cả pháp của thế gian, buông bỏ tất cả ngôn ngữ của thế gian. Ý nghĩa này nói là buông bỏ sự rộng. Buông bỏ sự yêu thích thế gian này, tức là buông bỏ dục vọng. Vì sao phải buông bỏ? Vì biết rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đây là buông bỏ từ trên lý. Đúng như các vị tổ sư thường nói, buông bỏ tất cả thân tâm và thị giới. Đây là xa lìa sự sai lầm. Gọi là không bàn luận sự vô ích của thế gian. Buông bỏ hết các loại tư duy, ngôn ngữ không có lợi ích chân thật cho bản thân. Vì sao? Nếu quý vị không buông bỏ thì nó sẽ sanh ra chướng ngại nghiêm trọng cho quý vị. Chướng ngại cho định của quý vị, chướng ngại cho sự khai ngộ của quý vị, chướng ngại cho sự nhập cảnh giới Phật của quý vị. Nếu quý vị hiểu được chân tướng sự thật thì tự nhiên quý vị buông bỏ. Buông bỏ như thế nào? Trong 16 tiếng đồng hồ, từ sáng đến tối, ngày nay chúng ta nói là một ngày 24 tiếng đồng hồ, tâm không động, không có một vọng niệm. Chuyên nhạo thuyết Đại Thừa Cứu Cánh Liễu Nghĩa Cô. Cứu cánh liễu nghĩa, đệ nhất nghĩa đệ chi ngôn, phương danh chánh luận. Họ buông bỏ toàn bộ pháp thế gian. Yêu thích pháp xuất thế gian. Đại Thừa Cứu Cánh Liễu Nghĩa, họ thích những pháp này. Cứu cánh liễu nghĩa và đệ nhất nghĩa đệ. Là bất nhị pháp môn. Đây là thật. Ở trước nói bất nhị, bỉ thử bất nhất, bất nhất bất dị. Bất nhất bất dị mới là cứu cánh liễu nghĩa.
Tướng tức phi tướng, không diệt phi không. Thể tánh là không tịch. Vì sao nói nó là bất không? Vì nó có thể sanh vạn pháp. Nếu nó không thì nó không thể sanh vạn pháp. Nó có thể sanh vạn pháp. Hữu diệt phi hữu, các pháp sanh ra đương thị tức không, liệu bất khả đắc. Chân tướng sự thật này nhất định phải có. Đây là hiểu rõ ràng chân tướng. Chẳng những hiểu rõ mà còn đạt được lợi ích đó. Lợi ích hiện tiền. Tướng hữu phi hữu, tướng có thể dùng được, không được chấp trước, không được khống chế, không được chiếm hữu. Đối với tất cả pháp không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm động niệm. Như vậy quý vị dùng tất cả pháp là cảnh giới của Như Lai, cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Quý vị đối với tất cả pháp có sanh phiền não hay không? Không sanh phiền não. Vì sao không sanh phiền não? Vì phiền não tự vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Quý vị thọ dụng tất cả pháp, trong đó thêm vào các thứ, trong đó có phiền não, có vô minh, có kiến tư, có tập khí, đó gọi là mê, đó là phàm phu. Thọ dụng tất cả pháp, trong đó không có phiền não, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Đây gọi là tùy duyên diệu dụng. Diệu của nó là diệu chỗ này. Tất cả thọ dụng chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Như thế là đúng.